Những người thất nghiệp Tây Ban Nha trở lại trường học với hy vọng có nhiều cơ hội để tìm được việc làm hơn. Các số liệu Eurostat được công bố vào hôm thứ Ba cho thấy Tây Ban Nha là quốc gia có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất ở châu Âu với 26.9% trong tháng 5 và tỷ lệ thanh niên thất nghiệp cao thứ hai sau Hy Lạp với 56.5% những người dưới 25 tuổi không có việc làm. Tỷ lệ thanh niên thất nghiệp ở Tây Ban Nha và Hy Lạp đã đánh thức sự quan tâm trong Liên minh châu Âu và các nhà lãnh đạo đã thảo luận về vấn đề này trong một hội nghị thượng đỉnh vào tuần trước. Với tỷ lệ thất nghiệp ở Tây Ban Nha tăng cao, nhiều người trẻ đã phản ứng bằng cách di cư ra nước ngoài để tìm việc làm, trong khi những người khác đã chọn cách hoàn tất những chương trình học mà họ đã ngừng khi công việc làm dễ dàng có được. Trước khi cuộc khủng hoảng tài chính bắt đầu trong năm 2008, những người trẻ tuổi đã bị dụ dỗ bỏ học để làm việc trong những ngành xây dựng và các lĩnh vực khác, những nơi không đòi hỏi trình độ học vấn cao, làm cho Tây Ban Nha đứng đầu trong tỷ lệ bỏ học trung học ở châu Âu. Sự bùng nổ của ngành xây dựng đã tạo ra hàng ngàn công việc làm, nhưng hầu hết đã biến mất sau cuộc khủng hoảng bất động sản năm 2008, khiến hàng ngàn người bị thất nghiệp và không có trình độ chuyên môn để tìm kiếm các công việc làm khác. Có khoảng 20.000 người trẻ này nay quyết định trở lại trường và theo học các lớp học tại các trung tâm giáo dục dành cho người lớn, được điều hành bởi chính phủ khu vực Madrid. Đối với những người này, cơ hội trở lại trường học để hoàn tất chương trình giáo dục trung học là một cách mà họ hy vọng sẽ giúp họ tìm được một việc làm mới. Tuy nhiên, những người trẻ tuổi hơn với một trình độ kiến thức tương tự vẫn có cơ hội tốt hơn để tìm được việc làm. Mặc dù cơ hội tìm được việc làm rất khó, nhưng có một tấm bằng tốt nghiệp vẫn sẽ làm cho những người này có nhiều cơ hội được tuyển dụng hơn.